Hào Sĩ Phường. Con hẻm có tuổi đời trên 100 năm tuổi, nằm ở số 206B Trần Hưng Đạo, quận 5. Sài Gòn, một chiều mưa.
Như vậy chúng ta có thể thấy là một căn nhà ở đây có diện tích là ngang 4, dài 22 mét các bạn ha. Cái đó là kiểu người Việt mình. Chứ người Hoa thì không có bán như vậy. Bánh mì. Dạ. Đây là chú Tôn. Chú năm nay 70 tuổi rồi. Bây giờ tính là chú sống đây bao nhiêu năm chú? Ồ, vậy là khoảng 50 tuổi là chú qua đây đó hả? 10 tuổi là chú dọn về đây ở. À, cho đầu hẻm rồi chú qua đây. Còn nhà phía trước đây, đối diện với nhà chú Tôn là nhà cô Diệp Lê, thì cô trên 100 tuổi rồi. Chú kia đang sơn phết nhà lại. Ở đây hình như là cái đài truyền hình TVB của Hồng Kông đó để quay phim hả chú hả? Dạ. Hồi đó họ ở đây lâu không chú? Họ ở đây quay phim lâu không? Cái đài truyền hình TVB á. Quay bao lâu đó? Dạ. Chừng một ngày rồi đó xong rồi. Quay một ngày. Dạ. Gì hả? Nó có vô nhà mình không hay là chỉ là quay bên bối cảnh bên ngoài thôi? Thôi. Vậy lúc đó có diễn viên quần chúng là người ở đây không chú? Có diễn viên quần chúng không? Diễn viên quần chúng có nghĩa là mình là người ở đây nè, họ có quay mình không hay là họ chỉ quay ekip của họ thôi? Dạ. Yeah. Rồi họ phải dọn hết toàn bộ khu này luôn ấy là làm không có cứ để nguyên xi vậy luôn hả? Hay là nhà cửa như thế nào là cứ để vậy thôi? Dạ. Dạ. Có kỹ thuật này. Nó sẽ làm nhỏ đẹp lên. Xài máy bay á, máy phân bay. Ý là nó bay từ ở trên như fly cam rồi dạ. Máy bay không có người lái á. Dạ. Xài cái đó quay. Nó dễ lắm. Nó dễ làm. Dạ. Vậy là phần đông ở đây là người Quảng. Có người Phúc Kiến, người Tiều không chú? Có chứ. Có hả? Nhưng mà cái cộng đồng người Việt mà đến đây ở thì ít là từ từ năm nào chú? Từ sau 75 hả? Không biết. Dạ.
Và hiện tại là mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 mấy bạn. Phía sau mình chính là hẻm Hào Sĩ Phường ha. Một con hẻm trăm năm tuổi. Bây giờ trên đường Trần Hưng Đạo này hay là đường Đồng Khánh cũ, mình sẽ đi đến một con hẻm khác, Tòng Quế Phường. Rồi, chúng ta đến đó mấy bạn nha. Đại lộ An phải. Đường Đồng Khánh này ngày xưa là có rất nhiều những con hẻm cũ, cổ. Và đây sẽ là con hẻm thứ hai mình ghi hình, Tòng Quế. Và đây là quán cà phê 195, 197, 199 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5 mấy bạn. Đối diện quán cà phê này chính là hẻm Tòng Quế Phường. Ở đây có khách sạn mấy bạn, ghi là Baghdad ha. Không biết đọc sao nữa, như là Ba Tả vậy đó. Rồi, ở đây mấy bạn, hẻm 236 Tòng Quế Phường nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vô hẻm chút xíu. Đầu hẻm nuôi mấy con gà đá. Theo bên hông đây chính là khách sạn Ba Tả hả? Rồi, để mình coi vô trong rồi có gì đặc biệt không. Theo mình thấy như tòa nhà này có từ năm 1966 nè, 1966 bạn thấy không? Cực lớn. Tòng Quế Phường. Và đây là cuối hẻm mấy bạn. Tính ra thì ở đây đại đa số là nhà 2 tầng, 3 tầng ha, khá giả. Chứ không phải như Hào Sĩ Phường. Và nó không còn mang cái nét cũ cổ như ngày xưa nữa. Ở đây là giống như một con hẻm của người Việt bình thường thôi. Đây. Chẳng qua là một cái địa danh đó thôi các bạn ha. Không còn như ngày xưa, dù sao thì cộng đồng đây vẫn là chủ yếu là người Hoa, mình thấy là người Hoa ở. Ơi, chúng ta tiếp tục đi. Mình rời khỏi con hẻm Tòng Quế Phường ra lại đường Trần Hưng Đạo mấy bạn. Và mình tiếp tục đi đến số 254 Cộng Hòa Lý, một con hẻm khác. Tức là rất là gần với Tòng Quế Phường ha. Cộng Hòa Lý 254 Trần Hưng Đạo. Đây, Cộng Hòa Lý mấy bạn. Chữ Hoa nó bị cái bản khu dân cư văn hóa nó che bà đó rồi. Mấy bạn thấy số 254 không? Ở trên đó mình thấy chút xíu cái chữ Hoa đó. Rồi, đây, dáng dấp cổ nè mấy bạn. Đó. Đi vô trong nè. Ở đây có thể thấy được chữ nè, Cộng Hòa Lý nè. Hẻm này có vẻ hay hơn các bạn. Ở đây có hai cái cầu thang đi lên mấy bạn. Ở đây một cái, bên ngoài một cái nha. Rồi mấy bạn nhìn lên. Ở đây thì mấy cầu thang lên hai bên đó các bạn. Ồ, tính ra cái Cộng Hòa Lý này đẹp các bạn ơi. Đúng rồi, chữ cổ ngày xưa. Góc quay này mình lấy ngã ba phải chịu mấy bạn ha. Đôi khi có những cái quần áo. Mình sẽ đi lên tầng trên.
thời cổ xưa 254 suy 7. Ở đây Cộng Hòa Lý các bạn. À, lầu 3. Đâu 254 xuyệt 3 chứ. Xuyệt 4. Mấy em cậu này dữ quá. Rồi. Kia đẹp chưa? Mấy bạn thấy cái cây đó với cây tùng cái gì? Tạo dáng rất là đẹp. Con phố này yên bình mấy bạn. Quá đẹp quá. Mình thích những căn nhà thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lên cầu thang theo mặt trước của chợ Tân Đạo các bạn. Nhìn xuống lại các bạn. À, qua đây thì bạn có thấy là ngoài đường chính là đường Trần Hưng Đạo nha. Rồi mình quay hết cái chiều dài mấy bạn xem nè. Rất là yên bình. Quay ra ngoài đường Trần Hưng Đạo. Ơi, lò đầu ra. Rồi, đây ha. Mình xin phép chú đây ghi hình chút xíu căn nhà. Chú nói là chiều ngang là 4m, chiều sâu là 20m. Và cái khu này ở đây cũng được khoảng 100 năm nữa các bạn. Tức là cũng sau Hào Sĩ Phương 10 năm chú ha. Dạ. Chủ yếu là người Hoa. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Wow. Im góc này nhìn ra mấy bạn.
Ở đây nhiều người họ làm tân trang lại cũng khá là đẹp, mấy bạn thấy không? Như cái hệ thống cửa kính này nè, nhìn chung là nó có nét gì đó nó hiện đại hơn chút xíu so với Hào Sĩ Phường á nhá, sạch sẽ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Trưa hôm nay mấy bạn xem là thực ra vẫn còn buổi sáng chứ phải chưa, mới có 10 giờ 30 phút sáng thôi và trời nó âm u thế này, mới mưa vài giọt mấy bạn. Và chúng ta sẽ chạy đến hẻm Tô Châu Lý. Hôm qua là mình định đi Tô Châu Lý mà cuối cùng là mình vô Vạn Phúc Đường, bởi vì hôm qua mình quay Vạn Phúc Đường xong là cái độ dài video đã hơn 45 phút rồi, quá dài. Rồi thôi chúng ta đi ha. Và hiện tại mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo mấy bạn. Chính xác ở đây bên phía tây trái là nhà hàng Dim Sum Tiễm Tú Tắc ở số 29B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5. Và hẻm Tô Châu Lý mà mình sắp đi tới là nằm ở số 47, có nghĩa là phía trước mặt mấy bạn thôi, qua Hủ Tiếu Nam Vang Đạt Thành vài căn là sẽ tới hẻm Tô Châu Lý ha. Và trời có mưa các bạn ơi, vài giọt thôi. Rồi chúng ta đi. Đây mấy bạn nhìn qua kia đây, cụm nhà bên bển kìa, số 45 rồi tới 47 Tô Châu Lý ha. Rồi chúng ta sẽ chạy một vòng quanh lại vô trong. Mình gia tăng độ sáng cho mấy bạn xem rõ đó. Trời nó u ám quá. Rồi lên trên, quẹo lại. Và mình đang đứng ở số 47 mấy bạn, tức là ở hẻm Tô Châu Lý nha. Mấy bạn nhìn ra ngoài nè, trời mưa lâm râm thôi. Bây giờ mình sẽ bước ra ngoài, quay lại cảnh bên trong các bạn xem. Đây là Tô Châu Lý mấy bạn, may mắn thay là cái chữ hoa vẫn còn. Bạn thấy không, 47 Tô Châu Lý. Và trời mưa rồi, mình quay lên trên mấy bạn xem. Ở đây không có chỗ gửi xe mới giữ chứ. Ở phía trước có quán nước các bạn ha. Đây có cái cầu thang đi lên nè. Mình nghĩ mình sẽ đi lên cầu thang trước, rồi sẽ đi cuối hẻm sau. Cứ mặc quần sọt với lại mang giày sandal đi là tuyệt vời, khỏi sợ mưa sợ nắng gì hết. Cái thanh này bằng sắt và gỗ. Nhìn chung là mình thấy ở đây sạch sẽ các bạn. Ở đây chủ yếu là người Hoa sống ha, các bạn thấy nè. Khói bay nghi ngút ngay từ cái đầu cầu thang rồi. Ở đây nhìn ra ngoài mấy bạn. Chúng ta nhìn xuống đường nha. Đây đường Trần Hưng Đạo. Và mình sẽ đi đến cuối cái phía kia. Ở đây trồng khá nhiều cây xanh ha, bông giấy nè. Có cả mồng tơi nữa. Thấy nó đẹp. Và đây là mồng tơi mấy bạn. Rồi, tiếp tục qua hướng bên kia. Và bây giờ mình quay xuống cho mấy bạn xem đã. Rồi đi tới đằng kia là coi như khó quay lại. Qua 10 giờ. Ở đây có một lầu các bạn ha, lầu 1 đây ha. Rồi từ đây chúng ta nhìn xuống đường, nhìn qua bên kia. Đấy. Và chúng ta quay lại nha, đi tới cuối luôn cái hành lang bên kia.
thông tin mình đọc được thì chủ của cái hẻm Tô Châu Lý này chính là cái ông chủ ngày xưa đã cho xây cầu Nhị Thiên Đường các bạn. Tuy nhiên thông tin này là mình đọc trên mạng các bạn nha. Xe buýt khá là ồn, thời gian cũng đã cả trăm năm rồi. Cái cửa này còn giữ lại cái nét xưa, và qua bên đây mấy bạn thấy nè, ở đây là theo kiểu hiện đại rồi. Này giống với bên hẻm Cộng Hòa Lý có những căn nhà họ làm gì. Đây là cái máng xối và nước chảy xuống. Trời mưa các bạn ha. Ở đây có một cái cây mà nếu mấy bạn ít có trồng cây sẽ không biết, đây là cây cà chua nè. Và cái căn nhà này có vẻ sụp sệ, bỏ nhìn coi nó xuống cấp các bạn ạ. Để mình quay cận cảnh cái cây cà chua mấy bạn xem. Cái hoa nó màu vàng mấy bạn ha. Đấy. Nhà đây cái cửa có vẻ sập sệ rồi, bên trong cũng qua khung cửa nó hơi khó quay các bạn nha. Và đây đến cuối đường chúng ta nhìn xuống. Quay ngược lại mấy bạn, bên kia là khu dân cư hẻm 86 Trần Hưng Đạo. Ở đây máng xối nó bị rỉ nước rồi nè. Đó mấy bạn thấy không, mình gia tăng độ sáng rồi đó. Ôi, cùng nhìn lại bên kia đường. Và ở đây có một lối đi xuống mấy bạn. Lối đi này khá là rộng các bạn ha. Tuy nhiên ở đây nếu mà có xe chắc phải để dưới rồi, không có dắt lên được. Cái bậc tam cấp này không có làm theo kiểu rồi để cho xe chạy lên. Đây, chúng ta đi xuống. Và mình xuống ở đây thì ở đây là hẻm 55 Thái Hồ Hạng. Đó là hẻm Thái Hồ các bạn ha. Đấy. Từ 47 qua 57. Đi vô trong hẻm Thái Hồ các bạn ha. Ở đây có hoa sen đẹp quá. Và cái số là 55 mấy bạn nha. Nãy tự nhiên mà đọc 47 57 chứ. Nhìn chung thì hai con hẻm này mình thấy có vẻ tươm tất mấy bạn, sạch sẽ, gia tăng độ sáng. Đây. Trời cứ xám sạch xám sạch đó. Đây. Thái Hồ này tự nhiên là mình nhớ đến Tô Châu và Hàng Châu. Rồi mình đi qua cuối hẻm bên đó luôn nha. Ở đây có hoa loa kèn nè, mình nhớ tên đó loa kèn thì phải. Và hoa chuông vàng chứ. Mưa cứ mưa đi, ai buồn biết liền. Ok. Đấy, đứng trong mưa luôn. Quay. Vàng hoa giấy đẹp các bạn. Ở đây có hai con chó nó đang nhìn mình, muốn sủa mình nè. Mình sẽ đi đến cuối hẻm luôn, xem có ngã thông nào không.
Ở đây có cái cây này bữa mình mua nè, cây lưỡi rồng thì phải. Cái cây này nấu nước uống rất là mát. Mình nhớ là vậy mấy bạn nha. Mình nhớ là mình mua trong chợ Phú Thọ. Đây, có cái vườn đẹp quá. 55 xuyệt 17 các bạn. Đây họ làm cái vườn đẹp nè. Thích cái vườn này. Mình tăng độ sáng hết cỡ nữa. Thôi, quay nhìn lại xuống. Ở đây không còn ngõ ra nữa thì phải. Đây hết ngõ ra rồi mấy bạn. Mình đọc thông tin trên mạng thì nghe nói là cái nhà cuối cùng á, ở cái hẻm 47 Tô Châu Lý á, có cái cửa thông qua tới bên đây luôn. Thì hiển nhiên là hiện tại nhà của người ta thì cái cửa ta đóng lại. Cái này là thông tin mà đọc trên mạng mấy bạn nha, mình không có kiểm chứng được tại không có vô nhà người ta được. Ở số 47 Tô Châu Lý qua tới hẻm Thái Hàng Hồ số 55. Và bây giờ mình sẽ quay lại hẻm Tô Châu Lý. Chúng ta thấy hai em học sinh này dắt xe lên nè. Đây, dưới chân cầu thang Tô Châu Lý mấy bạn. Chị này chị đang nấu ăn bên trong luôn. Mấy bạn thấy tiện không? Ở Việt Nam là góc nào cũng có thể trở thành cái nhà hết. Mình làm cái này là cái gì cô? À, cắt dao người ta thôi. Dạ. Đây, mình đi tới cuối hẻm mấy bạn nha. Như mấy bạn thấy là hiện tại những ngôi nhà trong hẻm này mà phong cách hiện đại rồi. Làm rất là sang luôn chứ không phải là cổ nữa. Chỉ còn lại cái dãy nhà phía trước đối diện đường Trần Hưng Đạo phía trên đó, nhìn nó cổ thôi. May quá phía sau này vẫn còn những ngôi nhà theo kiểu ngày xưa. Bên xanh, bên vàng. Bên kia là một màu xanh đậm. Nhìn thấy cái nét cũ thời gian. Và đây là cuối hẻm Tô Châu Lý mấy bạn. Nó có tạo thành hình chữ T. Mấy bạn nhìn qua đây nè. Rồi, mình sẽ di chuyển qua bển để quay về hướng này. Thật sự là thích những căn nhà trong những con hẻm yên bình như thế này. Sài Gòn. Phía trước mặt các bạn, bên phía tay trái là cây sung và cây lụ ha. Mình cũng khá thích cây cối. Hồi xưa nhà mình có nguyên cái vườn luôn á. Hiện tại trước nhà mình cũng có một cây sung nữa, trái rất là nhiều. Nhiều lắm luôn á. Rồi, mình thường là hái trái biết làm gì mấy bạn? Làm sim giống như sương sáo vậy đó. Ăn rất là ngon, rất là thơm. Còn ngoài hái lá tươi nó để ăn chung với ba cái gỏi cá đó. Ở bên trên kia mấy bạn thấy có một cây cầu thang không?
Và ở đây có một cái cây mà bữa mình hái lá nó để mình nấu canh. Đây là cây chùm ngây nè mấy bạn. Đây, chùm ngây mấy bạn nha. Mấy bạn nhớ cái lá đó không? Đó, mình đứng gần quay xuống đó. Thêm ở đây là một gốc khế. Cây khế này không thấy trái ta. Cây khế nhà mình trái nhiều lắm. Hẻm có màu xanh như thế là tuyệt vời rồi. Mình sẽ đi lên cái cầu thang bển. Ở đây là mai chiếu thủy. Cây khế chỗ này thì có hoa nhiều nè. Trái thấy nhỏ nhỏ thôi. Họ sử dụng những cái cây này, họ chắn cái đường đi lên rồi. Không có lên được. Các bạn thấy đó. Chắn lên rồi các bạn. Không có lên được nữa. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video. Hẹn gặp lại mấy bạn trong các video kế tiếp nha. Mình dầm mưa nãy giờ ướt nhem rồi, phải chạy về nhà để tắm thôi. Bên kia còn có cái chậu có nhiều mấy cái bèo rồi kìa, nhìn đẹp lắm. Mình quay chút xíu cho mấy bạn xem nha. Wow, xanh mướt luôn, đã chưa? Cá nữa nè. Hình như chủ yếu là cá bị màu. Đấy, mấy bạn thấy nó đớp bèo không? Tiếc ghê luôn, không cho mình đi lên được. Mắt thường mình thấy cá con luôn mấy bạn, nhiều con cá con luôn á. Rồi thôi, mình đi nha. Nhiều khi trên đường mình phát hiện nó có gì hay mình sẽ quay video tiếp, và nếu không có thì có nghĩa đây là phút cuối của cái video này mấy bạn ha. Thì đôi khi trên đường đi từ quận 5 về phía quận 8 là đôi khi mình rất là ngẫu hứng. Mấy bạn xem video mình sẽ ngẫu hứng nha. Chừng nào mấy bạn xem đến lúc là phút cuối cùng luôn, thấy nó tắt video mấy bạn biết nó hết. Rồi, thôi chúng ta đi. Và phía trước mặt các bạn chính là khách sạn Đồng Khánh ha. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, góc giao của Trần Hưng Đạo và đường An Bình. Bây giờ chúng ta sẽ đến hẻm Đồng Khánh Lý ở số 36 Trần Hưng Đạo. Thì đường Trần Hưng Đạo này ngày xưa chính là đường Đồng Khánh mấy bạn. Rồi, chúng ta chỉ cần quẹo trái đi chút xíu nữa là sẽ tới hẻm 36, số 36 Trần Hưng Đạo. Đây mấy bạn, chạy tới đây ha, tiệm Tú Tắc nè. Đây là nhà hàng Dim Sum. Và đối diện của nó ở đây chính là hẻm 36 Đồng Khánh Lý. Mấy bạn thấy hủ tiếu Nam Vang Đạt Thành ha. Rồi, chúng ta nhìn ngược lại là sẽ thấy hẻm 36 Đồng Khánh Lý nha. Đây, con hẻm mấy bạn, 36 Trần Hưng Đạo. Như vậy mấy bạn thấy là coi như cái hẻm cái tên tiếng Hoa bây giờ không còn nữa ha. Bên Tô Châu Lý và Thái Hạng Thái Cát cái gì quên mình quên rồi. Thái Hồ Hạng thì vẫn còn. Rồi, chúng ta đi vào bên trong hẻm. Đầu hẻm có bán nước ha, và mình có thể gửi xe ở đây. Một chai sữa đậu nành đây bán giá 12.000 mấy bạn. Và cái ly dạng ngày xưa đó. Sau đó mình sẽ đi vô trong cái hẻm. Phía sau cái hẻm như có cái chung cư nữa. Mình sẽ quay cảnh chung cư mấy bạn xem luôn. Sữa đậu nành number one, thơm ngon, ngọt vừa phải. Thôi chúng ta đi mấy bạn. Để đây, lát đồ uống tiếp. Ở đây hình như bán bột chiên đó nè. Chắc sắp dọn ra rồi. Ôi, cái hẻm bây giờ so với mấy chục năm về trước chắc thay đổi quá là nhiều rồi. Không còn cái tấm bảng tiếng Hoa nữa. Wow, mấy bạn xem nè. Cái cột điện, dây cáp, má ơi, quá trời. Gia tăng cái độ sáng lên. Trời, bị giảm mù rồi đó. Đây. Đây mấy bạn, lạ là nguyên cái chung cư luôn. Wow, ở đây
nguyên cái mạng dẫn đường dây cáp dây điện, ôi trời nó quá trời. Gửi xe ở đây luôn. Ê mấy bạn, nhìn lên chung cư. Ở đây mình thấy ngõ lên rồi đó. Nhất là hai cái ngõ lên, phía đằng kia và bên phía tay phải mình luôn, con cái nữa. Trồng hoa khá là nhiều ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Mới nói chuyện với một cô đây cũng là năm 80 thì người Hoa đi hết, sau đó thì nhà nước giao lại cho những người Việt ha đến ở, sau đó rồi lại một số người Hoa quay lại mua. Rồi chúng ta sẽ đi lên, đi qua hướng bên kia mấy bạn, chúng ta đi lên nha. Hey, bơm xe đạp. Và đây là tầng 1 của chung cư 36 Trần Hưng Đạo các bạn ha. Mấy bạn nhìn xuống nè. Đấy. Và ở đây có một cây lù mấy bạn. Wow, trái quá trời không? 1, 2, 3 trái. Rồi chúng ta cùng đi qua bên kia nha. Ở đây thấy cũng khá là sạch sẽ các bạn ha. Đấy, mỗi nhà đều trồng cây xanh, hoa kiển. Nhiều nhất là quần áo ở khắp mọi nơi. Ở đây chỉ có cách phơi như vậy thôi. Lát nữa mình sẽ tìm đường đi qua hướng bên kia, mấy bạn thấy chung cư bên kia không? Đó. Đẹp ha. Và bây giờ lên tầng 2 mấy bạn ha. Như vậy có một tầng như thế là ngay cầu thang có một nhà mấy bạn ha. Theo mình thấy thì đại đa số dân cư ở đây hiện tại là người Hoa đó. Nhìn qua hướng bên kia. Rồi. Đây, tầng 2. Đây, con bé dễ thương quá, nhìn qua kìa. Không sợ té hả? Em nhìn xuống kìa. Gan ghê không? Dạ. Nhưng mà cái khoảng trống nó cũng tương đối là lớn đó cô à. Nó sợ nó sụt chân vô trống. Dạ. Mới nói chuyện cô đây, cô nói là người Hoa với người Việt hiện tại ở cũng như vậy, sắp xỉ bằng nhau. Đây nhà của cô nè. Đây bên trong nhà của cô mấy bạn. Nét cũ xưa ha. Một căn nhà thế hiện tại diện tích khoảng bao nhiêu vậy cô? Dạ, 7 mấy mét vuông hả? Cũng được chứ. Bé dựng ra đây nữa nè. Wow, đẹp quá. Ở đây chung cư này cũng thấy sạch đó. Trồng cây cối cũng nhiều. Yên tĩnh nữa. Chung cư này tính ra là được bao nhiêu năm cô hả? Dạ. Bây giờ anh thấy phía trên tường bắt đầu nó mấy cái mảng xi măng như nó chóc ra nè. 50 năm rồi. Dạ. Nhưng mà áp lực nước mạnh không cô? Dạ. Dạ. Sao? Nhìn gì? Nhìn gì? Chạy rồi.
Nhà cô cây kiển đẹp quá. Dạ, yeah, hoa nhiều ghê. Ơi, sương rồng nữa kìa. Đấy. Ồ, té té. Đấy, sương rồng mấy bạn. Hoa trang đỏ rực luôn. Đấy, hoa tới bên kia bạn. Ồ, bạc hà nữa kìa. Ồ, ở trên họ treo cái gì xuống vậy? Lấy đồ. Đấy. Đây, trên tầng 3 chuyển đồ xuống nhanh gọn mấy bạn thấy không? Lên 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 lên. Nhìn đã quá à, khoái à, nhảy tưng 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 tưng. À, kéo 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 á. Thấy lão quá hả? Bạc hà. Ở đây yên bình lắm mấy bạn. Rất yên bình. À, sao nhìn hoài. Nhìn qua đây, chạy rồi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ê, chạy rồi. Để xem xét còn thòn quả. Nó không nói được hả cô? Nó không được hả? À, nghe được thôi. Nghe, nghe được. Dạ. Like rồi. Like rồi, dạ. Kiểu gạch tường này cũng cũ lắm rồi. Yeah. Nhà trồng cây kiển đẹp ghê luôn vậy. À, có con ngựa kìa. Ê. Yeah. Có chừng té đó. Ôi. Không sợ té à. Và bây giờ mình lên tầng 3. Đây, trên tầng 3 mấy bạn. Đây, cái view nó thoáng hơn nhiều ha. Nhìn cụm chung cư bên kia. Trời, xám xịt quá, phải tăng độ sáng lên. Đây. Đằng kia có một bác lớn tuổi. Thích cái chung cư này chỗ là mọi người đều trồng cây xanh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Nãy chị chỉ giao đồ xuống nè. Cuối đường. Ê, nhìn xuống các bạn. À, chung cư bên kia số 36 luôn ha. À, ở đây là cây ớt nè, chưa có ra hoa. Chuẩn bị có hoa rồi. Rồi, chúng ta đi xuống nha. Bây giờ mình đi ra và tìm đường lên chung cư chỗ này. Mặt tiền Trần Hưng Đạo ha. Rồi, ra lại mấy bạn. Vào đây mình thấy có hướng đi lên nè. Trước tiên là mình sẽ bước qua bên kia để nhìn lại cái hướng chung cư này. Quay cảnh tổng quát các bạn xem. Vậy chung cư này là chính là đối diện với hẻm Tô Châu Lý và Thái Hồ Hạn đó. Wow, màu. Rồi, chúng ta đi lên thử nha. Đấy. Cái lối đi vào là kế bên hẻm số 36 luôn. Toàn bộ các chung cư cũ đều có những cái hòm thư như thế này và không ai sử dụng nữa cả. Cái chừng ở đây khá thấp nha, khoảng độ 1m8 mà dễ đụng đầu lắm ạ. Đây, chúng ta chuẩn bị tới tầng 1. Đây, nhìn xuống đường các bạn. Yeah. Trần Hưng Đạo. Thời gian
Phía bên đây họ trồng cây kiểng, hoa kiểng cũng nhiều và chờ chuẩn bị mưa. Gió khá là lớn các bạn. Bên kia một bác đang cúng nhang. Góc bên đó chính là hẻm Tô Châu và hẻm Thái Hồ. Chúng ta đi lên tầng 2 nha. Ờ, nó chạy rồi. Hay rất gì sao. Rồi nó không siêu mà nó cốc luôn rồi. Ngay trên đầu tầng 2 các bạn là một cái cửa màu xanh và mình thấy không có ai hết. Đây. Mục rỉ luôn rồi các bạn. Ở tầng 2 này mình có thể đi ra phía sau đó, cặp song song cái hẻm 36 ở Động Thánh Lý luôn. Mình đi qua bển cho các bạn xem nha. Đây, chúng ta cùng nhìn xuống hẻm 36. Và đây là cái loại gạch bông họ sử dụng này các bạn. Cổ xưa rồi ha. Gốc xưa. Loại cửa này vẫn còn được sử dụng khá là nhiều ở các chung cư cũ. Và chúng ta băng vô đây. Đó, các bạn thấy nãy từ bên kia quay qua đó. Cái hoa chuông vàng kìa, nở hoa đẹp ghê không? Cái phố này, phải nói là cái chung cư này sạch sẽ. Có nhiều chung cư mình sợ luôn á. Đây, hoa chuông vàng. Một màu vàng rực luôn. Rất là yên bình các bạn. Thứ hai nha. Bách niên hảo hợp, ngũ phúc lâm môn. Wow, nhà trồng hoa lan quá trời không? Đẹp. Wow, hỏi mấy bạn. Hoa sen nữa, wow. Gì đâu á. Ở đây là cuối đường này ha. Ở trong là nhà của người ta rồi. Phải quay ra lại rồi. Từ tầng 1 mình leo lên tầng 3 mấy bạn. Và ở đây cái view rất là đẹp. Một khoảng không rất là lớn mấy bạn. Và chúng ta có thể nhìn xuống dưới và bên kia. Đây mấy bạn. Mấy bạn thấy cây phượng đằng kia không? Hơi lạ là cái mùa này nở hoa. Bình thường phải là mùa hè. Bây giờ đã là tháng 10 rồi. Đấy, hẻm Tô Châu Lý và Thái Hồ Hạng. Nguyên đường Trần Hưng Đạo luôn. Và cái thủy đài. Đẹp quá, mình sẽ đi tới bên kia nha. Chung cư này chỗ nào cũng trồng cây và hoa kiểng hết. Đã thiệt. Bởi mình nói là bản tính con người thực ra là lương thiện và vẫn yêu thiên nhiên. Cảnh đẹp, cảnh đẹp. Đứng ở đây mát làm sao á. May quá là từ 1 giờ trưa tới giờ nó không có mưa. Mừng gì đâu á. Tím biết luôn.
xương rồng, chủng loại giống như bắc tiên vậy hả? Lại hoa dừa cạn, ở đâu cũng thấy hoa dừa cạn, dễ mọc dễ trồng. View cực kỳ đẹp luôn mấy bạn. Để nhìn xuống à, trời ơi đẹp quá đi. Phần thưởng cho leo lên tầng 3. Ở đây chúng ta cùng nhìn vào phía tay phải. Ê, qua bên kia có một em mèo mung đang ngồi đó. Mình nghĩ đây là hồ nước nè. Này trồng bí rồi, trồng mướp đây nè. Ờ à, bí mấy bạn. Tạo quá, nhìn thấy trái rồi. Đây nè mấy bạn, thấy trái không? Wow. Thì không ngờ là không gian trên đây lại rộng nó đâu như vậy. Có em mèo em đang nhìn mình đó. Mèo. Gốc cây bỉ này khá là lớn. Ở đây giống như lấy giếng trời vậy. Mình đi tới đây là em mèo không chạy rồi. Nãy ngồi ngay góc này nè, mèo mung. Đây nhìn qua chung cư 36 các bạn. Lại một cây dừa cạn đó mấy bạn thấy không? Nó có thể mọc khắp mọi nơi. Đó, mấy bạn thấy đó, ngay trong kẽ đá nó cũng mọc lên luôn. Và mặc dầu là không có ai tưới gì hết á. Tức là mùa mưa thì sống nhờ nước mưa, còn mùa khô có thể sống nhờ sương. Hay một cái là chịu hạn rất là tốt luôn. Và cái màu lúc nào cũng đỏ rực hết. Tím ngắt chứ. Thích cái hoa này ở chỗ đó. Mình đi đến những công trình đền Đại Angkor Campuchia cũng thấy những cái hoa dừa cạn này nè, mọc trong những cái vách của cái đền. Mà cái đá đó là nóng lắm nha bạn. Đây. Ừ. Tuyệt vời. Rồi, chúng ta đi xuống thôi mấy bạn. Đẹp quá đi. Mình ra lại đường Trần Hưng Đạo mấy bạn. Trên con đường Trần Hưng Đạo hay là đường Đồng Khánh xưa này, mình đã từng quay hẻm Đồng Khánh Lý nè, Tô Châu Lý nè, Thái Hồ Hạng. Và hôm nay mình sẽ quay Giới An Phường ở số 86, hẻm 86 Trần Hưng Đạo, Giới An Phường mấy bạn ha. Rồi chúng ta cùng đi. Đây mấy bạn, đối diện với Thái Hồ Hạng chính là Giới An Phường mấy bạn. Chúng ta cùng nhìn qua đây, ở hẻm 86. Hẻm 86. Và bây giờ không còn thấy cái chữ hoa nào cả, chỉ thấy khu dân cư 3, hẻm 86 Trần Hưng Đạo thôi. Ở bên trong mình thấy cái hẻm nó rất là đơn giản. Để mình đi bộ ra sau xíu nha. Tới đây chúng ta thấy một ngã ba nè. Ở bên kia là cuối đường các bạn ha. Ở đây Giới An Phường có hẻm đường Cái Yên Bình. Rất yên bình. Wow, căn nhà bên kia trồng cây xanh đẹp ghê. Nguyên cái dàn dây leo luôn. Ơi, chúng ta đi tiếp nha bạn. Qua căn nhà có cái dây leo đó ha. Nhà cổ ngày xưa thì không còn rồi đó. Đây. Ở đây là giờ là cộng đồng là người Hoa và người Việt sống chung với nhau. Nhà này cây xanh mướt mắt quá, đã ghê. Và bên đây nó cây dây này không biết dây gì luôn. Xanh đã chưa. Bên kia nữa. Đây mình đến cận cảnh quay cái cọng dây mấy bạn xem. Ê, đu đưa. Không biết cái cây này là cây gì nữa. Nhìn thấy hay ghê. Giới An Phường.
Sau trăm năm là mọi thứ đều thay đổi hết. Lâu lâu nghe tiếng gà gáy thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi đến một con hẻm khác nữa. Và con hẻm mình đi tới đây với bạn là Kim Tiền Lâu hay Vinh Khang Cư ở số 97 Trần Hưng Đạo, hẻm 97 Trần Hưng Đạo hang. Mấy bạn có thấy dáng dấp giống hẻm Tô Châu và Thái Hồ Hạng không? Mấy bạn để ý nha, khúc này là khúc một chiều ha. Và bên kia chính là công viên văn hóa quận 5. Tăng sáng lên mấy bạn xem đó. Đây, mình quay kỹ lại chút xíu. Chậm chậm. Rồi, chúng ta sẽ bước qua bên kia, hẻm 97 Vinh Khang Cư hoặc là Kim Tiền Lâu các bạn ha. Đây mấy bạn, mình sẽ đi lên lầu trước ha. Tiếc thay bây giờ cái chữ người Hoa cũng không còn luôn. Để toàn cái khu phố không à. Chuẩn ghê. Chúng ta sẽ đi bộ lên nha. Mấy bạn nhìn ra sau nè. Lát nữa mình sẽ quay. Ở đây ai ở trên là coi như là chỉ có đi xe đạp thôi. Xe Honda phải gửi dưới rồi. Cấu tạo của cầu thang này là không thể nào dắt xe Honda lên được. Đây. Ở đây giống bên hẻm Tô Châu chỉ có một lầu các bạn nha. Ở đây chúng ta đi qua kia. Hộp thư số nhà 97/99. Cái kiểu cửa ngày xưa. Cái hành lang bên đây nó nhỏ hơn bên hẻm Thái Hồ, mình có cảm nhận vậy. Mấy bạn thấy ha, ngã giao của Trần Phú nè, Trần Hưng Đạo nè. Trần Hưng Đạo là một chiều ha. Rồi quẹo về hướng này. Đứng đây nhìn cái góc phố đẹp ghê. Đấy. Chúng ta cũng nhìn qua kia. Mình sẽ đi qua tút bên kia luôn. Ở đây có cái chuông bấm đó nè. Bông hồng. Mình xin phép chú quay vô nhà. Mình tăng cái độ sáng lên. Chú đang đọc báo nè. Chúng ta nhìn lên. Góc thời gian mấy bạn ha. Phải nói là cái hình ảnh mà chú ngồi đọc báo trong căn nhà đó, mình cảm thấy rất là có cảm xúc luôn. Đó, mình đi tới phần cuối đó các bạn. Giao của đường Nguyễn Tri Phương và Trần Hưng Đạo ha. Căn nhà cuối. Cánh cửa bắt đầu mục nát rồi. Đây chúng ta nhìn rõ ngã tư Nguyễn Tri Phương và Trần Hưng Đạo. Và bây giờ các bạn ghé qua đây. Cầu Nguyễn Tri Phương và ở đây
Đây, mình đi hết cái cụm chung cư này luôn. Ghê. Ở đây có một ngõ xuống mấy bạn. Ở đây mình thấy cái cầu thang bằng gỗ cuốn hút sâu. Diện kiến cây sao dầu. Ở đây cầu Nguyễn Tri Phương mấy bạn. Chúng ta đi xuống nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra sau. Mình thấy có mấy căn nhà thôi. Cùng nhìn lại bên ngoài mấy bạn. Bên trong đây cũng rất là yên bình. Có mấy chiếc xe đạp cũ và cái màu nắng ngã vàng trên căn nhà đó. Mấy bạn, căn nhà cuối cùng nha bạn ha. Nãy giờ mình thấy chủ yếu là người Hoa thôi, bởi vì phía trước dán chữ Phúc hoặc là bộ Phúc Lâm Môn á. Rồi, chào mấy bạn, mình về đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chào các bạn, mình về nha. Hưng Đạo, quận 5 hay là đường Đồng Khánh cũ với bạn ha. Vị trí này là số 216. Cái hẻm mình đi tới là hẻm Lão Hổ Hạng. Lão Hổ Hạng nằm ở số 480 ha. Đi chút xíu nữa là tới. Đây là con hẻm xưa thứ 9 nằm trên con đường này các bạn. Và theo mình biết đó là con hẻm cuối cùng rồi đó. Và đây mấy bạn, ngã tư Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo ha. Ở đây đã là số 450. Chúng ta sẽ đi đến số 480. Đó, 450 chính là Tân Thành phục hồi ảnh cũ. Vậy là 480 chỉ trên kia thôi. Cùng lướt qua những mái nhà xưa. Tiệm bán thuốc bắc lên luôn, qua luôn tầng 3 luôn. Ở vị trí 466 này là một nhà hàng mấy bạn. Và wow, nó mua hết luôn cái tầng thứ 3 tầng trên luôn, nó làm lại. Đây mấy bạn nhìn ra ngoài nè, đó nó sơn vàng hết luôn ha. Và chúng ta sẽ nhìn qua bên đây phía tay trái. Tầng 3 hay tầng 2 của chung cư này họ mua hết luôn rồi ha. Tới đây là số nhà 478F rồi 478H các bạn để ý ha. Và mấy bạn nhìn nè, 478B nè. Rồi góc bên kia chính là chè cột điện ha. Rồi bữa mình có quay buổi tối rồi. Vậy là 480 là phía sau lưng mình luôn. Như vậy là 480 sẽ nằm ngay góc đường của Phùng Hưng và Trần Hưng Đạo. Mấy bạn nhìn bên kia chính là Thương Xá Đồng Khánh ha. Đây, góc này đây mấy bạn. Chắc chắn phải là góc này rồi đây. Đây là hẻm 480, chắc chắn là vậy rồi. Lão Hổ Hạng. Chính xác là Lão Hổ Hạng mấy bạn. Rất tiếc là không còn cái bảng chữ Hoa ngày xưa nữa. Ngay bên cạnh nó đây chính là cái siêu thị Mini Vinmart. Rồi chúng ta bước vào trong.
May quá, bên trong còn một số nhà vẫn còn giữ lại kiến thức cái kiến trúc truyền thống cũ. Đây là số nhà 480 xuyệt 1. Thấy không? Hạ cái độ sáng xuống cho nó tự nhiên hơn. Dạ không, cho mấy cô chú Việt Kiều lớn tuổi họ xem á. Dạ. Tiếc quá, bây giờ cái tấm bảng không còn nữa cô ạ. À, lão hổ hàng á. Ờ, nhà có như đây thôi đó cô hả? Tức là bề ngang cho được tới 1 mét đâu? 1 mét. 1 mét, rồi bên trong chỉ được có mấy mét chiều dài cô? 3 mét 8. Wow. Vậy là cô với lại con cô ở sống vậy thôi đó hả? Dạ được, được. Con chắc ở nước ngoài vậy hả? Dạ con ở Sài Gòn quận 8 á. Dạ, ô, tính ra tắm rửa rồi vệ sinh luôn chưa tới 3 mét vuông nữa. Quá trời thiệt. Sống không dễ dàng hả? Mà cô sống ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Nhưng mà diện tích như thế này luôn á, là cô sống từ nhỏ tới giờ hả? Nhỏ giờ là ở sống vậy, còn cha mẹ thì ở kế bên. À, trời. Tại vì cô bệnh đó, cô không đi lớn vui được. Dạ. Thoải mái, cô phải ở đây. À, 67 năm sống, 60 mấy năm sống vậy đó. Cũng sống. Dạ, cũng hết một đời người hả? Gọi là lay lứt qua ngày. Đâu có tivi, đâu có gì được cô hả? Hơn những người ngoài đường. Nói chung người Sài Gòn được cái là à, lúc nào cũng lạc quan, thôi kệ. Yeah. Hôm nào quay tivi quay cái cảnh các bạn đó hả? Dạ. Chút xíu mà có nào cá, nào con, nào chồng, nào cô học và làm sáng tốt. Dạ. Tối thì bà ông chồng bà hơi ngủ ngoài, lên cửa. Như vậy là 3 mét vuông mình cũng vui quá ha. Nói chung là căn nhà 3 mét vuông vẫn vui đúng không ạ? Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha, con đi xíu. Dạ. Cuộc đời không còn bao nhiêu 60, một lần 60 thôi. Cô sống lạc quan cho nên thấy nó dễ chịu. Đây 3 mét vuông thì cũng kệ là 3 mét vuông thôi. Đây, lão hổ hàng đó mấy bạn. Hôm bữa mình quay nhà 4 mét vuông ở đường... tự nhiên quên tên đường rồi, hôm nay quay 3 mét vuông mấy bạn thấy không? Sài Gòn đó. Được con cái là người Sài Gòn vẫn lạc quan. À, cũng may là những nhà kiểu xưa vẫn còn. Đây là phía cuối con hẻm mấy bạn. Và sẽ có một ngã ba nữa, mình sẽ quay mấy bạn xem. Chủ yếu vẫn là người Hoa sống ha. Đây. Và đây là góc ngã ba của nó mấy bạn. Mình sẽ quay qua phía tay trái. Tay trái. Phía đằng kia mấy bạn thấy không? Cái hoa màu vàng đẹp ghê không? Trên cái tường đó. Wow, chiếc xe 67 ngày xưa. Đây. Và mình thích trước những cái cánh cửa như thế này nè. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha. Nhìn cái cánh cửa hay quá. Lão hổ hàng. Mình sẽ đi quay hết tất cả các hẻm xưa trong khu vực chợ lớn. Chào các bạn, mình về nha.